chị một món đầy dinh dưỡng, rất hấp dẫn, vô cùng sáng tạo, đó là kẹo đậu phộng protein phyto. Chúng ta cần một cái công cụ rất là hữu hiệu và hiện đại, đó là MVP. Và tiếp theo chúng ta cần có protein, chúng ta cần có phyto chanh, chúng ta chọn. Điều đặc biệt là chúng ta có 100g đường cát, và không thể thiếu đó chính là 200g đậu phộng rang sẵn. Bây giờ việc của chúng ta là bắt đầu thực hiện gạo đường. Đơn giản, cho lửa vừa thôi. Rồi, các chị lưu ý là không cần đổ nước, không cần nặn chanh theo cái chuyện nấu, bởi vì đây là MVP. Anh chị, khi mà các chị nhìn thấy đường nó tan chảy đều rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu để đậu phộng vào anh chị nhé. Rồi, khi mà các chị có đậu phộng vào rồi, chúng ta sẽ cho vào đây một lượng protein. Sẽ chưa bao giờ có một loại kẹo nào trên thị trường ngon đến như thế này, bởi vì kẹo này được tạo ra bởi một đầu bếp vô cùng sáng tạo các anh chị. Rồi, các chị gào đều tay nha, mạnh tay tí xíu. Rồi, chúng ta sẽ cho phyto vào để tăng thêm hương vị của kẹo đi. Hoặc thơm quá, sợ là không thể tưởng là được các chị ơi. Quá tuyệt. Rồi, chúng ta sẽ đổ ra một phần. Người mà không chăm lên ăn kẹo từ nhỏ đã bắt đầu khổ vậy. Đây, chúng ta có một món kẹo đậu phộng rất sáng tạo các anh chị. Rồi, bây giờ chúng ta cắt ra cho đẹp nha. Quá ngon luôn. Tôi đã ăn rất nhiều loại kẹo đậu phộng rồi, nhưng mà đây là loại mà tôi thích nhất, bởi vì nó có cái hương vị của phyto nè, có protein nè, hòa vị vào đấy, cộng với cái công cụ đặc biệt đó là lọc MVP. Và các chị sẽ phát hiện ra một điều rất đặc biệt là các bậc cha mẹ ông bà lớn tuổi ăn những thanh kẹo này thì rất là giòn tan, không có cứng nhắc giống như những thanh kẹo mà chúng ta từng ăn vào những cái dịp mà Tết mà chúng ta mua ngoài chợ các chị ha. Bởi vì nó có cái vị của phyto và protein, nó làm cho cái việc của chúng ta kiểm soát đường nè, đậu nè, nó hòa quyện vào nhau và làm cho cái miếng kẹo chúng ta ăn rất giòn, rất ngon, không có cứng các chị. Đã có một cái món kẹo đậu phộng protein phyto rất sáng tạo, rất hoàn hảo, rất ngon. Cảm ơn em Quỳnh.